Rồi, chào quý anh em, tiếp tục giao lưu một vài cây mini giá rẻ cho quý anh em chơi. Rồi, một cây hải châu tàn thiên nhiên. Một cây hải châu tàn thiên nhiên. Thì mấy cây này thì bonsai mình thi quay tại cái quay chậu nha. Ở nhà ta bonsai thi. Cho nên là không có phong cho quý anh em thông cảm nha. Quý anh em cố gắng xem kỹ video. Tại cửa hàng chậu của bonsai thi. Rồi cây này thì nó có một cái hoành đế cũng khá là ấn tượng quá nè. Cái này cái hoành đế đó thì nó tầm khoảng 35-37 nha, 37. Cái thân tại vị trí là 11 quá nè, 11 nha. Rồi cây tàn thiên nhiên, cây này có chiều cao. Có chiều cao thì nó tầm khoảng 30. Phủ tán khoảng 40, tán khoảng 40. Chậu này là chậu oval. Oval kích thước là 40 quý anh em. Rồi, mà quý anh em xem cái phần chi cành của cây nha. Cây này thì cái dòng lá rất là đẹp và chi cành tàn thiên nhiên. Chi cành tàn thiên nhiên. Cái là ấn tượng nha quý anh em. Quý anh em xem cái dòng lá này. Cây này cũng chuẩn bị ra hoa thôi. Rất là già rồi, dòng lá này rất là đẹp này. Dòng lá đây là những cái dòng siêu hoa siêu trái nha quý anh em. Rất là ok. Thì cây này cái chút phần ở chân rễ nó cũng khá đẹp, với lại là cái cây này nè nó có một phần lúa lao thân nha. Lúa thân thì bên sân thì đắp đất sét, đất dạng kiểu như là cái đất mà để mà chống mục của này, rất là của cái keo một kiểu đất sét, dạng đất sét để chống mục về cái phần lúa này của này. Giờ lưu giá cũng hữu nghị cho bữa nay chúng ta chơi. Cây dòng lá khá đẹp. Rồi cây hải châu tàn thiên nhiên. Cây hải châu tàn thiên nhiên. Rồi cây này bonsai thi giao lưu với anh em giá là 850k bao ship nha. Rồi 850k. Rồi bao ship. Rồi đây là cửa hàng của Santi. Thì kính mời quý anh em theo hợp ý những cái sản phẩm nào thì bên Santi cũng hay đăng lên trên YouTube. Thì kính mời quý anh em ý những sản phẩm nào thì chúng ta tham gia ủng hộ bên Santi. Thì có tất cả những loại chậu từ chậu bình dân đến chậu men cao cấp vân vân, dụng cụ cắt tỉa vân vân. Kính mời của anh em ơn xin hợp ý những sản phẩm nào thì alo bên sân thi. Thì đây là cái cửa hàng của sân thi buôn bán bên mạng gốm sứ của quý anh em. Thì tất cả những cái chủng loại nói chung là cơ bản là cũng tương đối đầy đủ. Thì kính mời của anh em bên sân thi hay phát sóng bây giờ lúc 11 giờ và lúc 19 giờ. Thì những sản phẩm nào của anh em hợp ý thì liên hệ trực tiếp với bonsai thi. Là cửa hàng buôn bán bên mạng gốm sứ. Rồi cây số 2 của anh em, cây số 2. Đây là một cái cây hải châu mini. Cây này chúng ta chơi cây bàn trà. Cây này cũng khá là ok của anh em. Cây này tay cho bàn trà được nha, cây đang cho hoa nha. Cây đang cho hoa. Hôm nay giao lưu giá cũng rất là hữu nghị cho quý anh em ta tham khảo thêm. Cây này thì cũng khá là hay. Được vào một cái chậu quạt. Chậu này thì chậu xi măng nha. Cây này thì cái hoành thân tại vị trí này thì nó tầm cái hoành thân đây này nó khoảng nó sát đế quá, nó đo không được quý anh em. Cái hoành thân này thì tầm khoảng 7cm nha. Khoảng 7cm. Thì cây này có tán thì nó tầm khoảng 35, chiều cao thì nó khoảng 30 nha, là khoảng 30. Cái chậu quạt này kích thước là 33 nha, 33, chiều cao thì nó khoảng 20 quý anh em, 20. Cây thì nó đang cho hoa. Thì hải châu thì mùa này là bắt đầu mùa hoa của hải châu rồi, mùa hoa tán hải châu rồi. Tuy nhiên thì nó cũng bắt đầu thôi, tại vì thời tiết năm nay thì nó cơ bản nó thay đổi, cho nên là
cái mùa hoa Hải Châu thì nó về hơi hơi trở bên đây. Thì cái này thì hàng mini bằng trà khá là ok. Cây đang cho hoa bữa nay. Rồi bữa nay em xem tổng thể cây Monsanto báo giá giao lưu. Thì Monsanto chuyên bên dòng những cây dòng cây khai thác và những cái gốm sứ dừa chậu men chậu Trung Quốc vân vân. Thì kính mời bữa nay em đón xem và hợp với những sản phẩm nào thì ủng hộ Monsanto. Rồi cây này thì Monsanto giao lưu với em giá là 750k bao ship nha. Rồi 750k bao ship. Rồi trước mắt của em là một cái cây Hải Châu. Cây này thì một cái cụm rừng, một cái cụm rừng. Cây này thì dòng Hải Châu thì Monsanto giao lưu cũng nhiều rồi. Kính mời quý anh em đón xem hoặc chúng ta tìm hiểu thêm ở trên internet hoặc là tìm hiểu thêm ở những cuốn video của bên sàn thi phát sóng trước đây. Dòng Hải Châu khá nổi tiếng rồi. Cái này thì cụm rừng tương đối là phôi thôi quý anh em, chỉ cần thì định hình được hai nó kém thôi. Giao lưu giá cũng hữu nghị cho quý anh em tham khảo thêm. Cái bể này cũng khá lớn nha, hoành nó là 66 quý anh em. Hoành nó, hoành cái bộ đế 66 nha. Thì những thân này tương đối bằng nhau, thì kích thước một thân của nó lớn nhất nó tầm khoảng 14 và nhỏ thì tầm khoảng 10, 11, 12. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu khoảng 35, phụ tán thì khoảng 40, 45. Chậu này là chậu men bát tiên, kích thước là oval, kích thước là 41 nha, chiều cao chậu là 14 phân. Cái cụm rừng của anh em xem cái phần chân đế, chân bộ đế của nó nha. Cây liên lạc của anh em, cái bộ đế là một cụm nha, một cụm khá là ok. Tán thì được làm theo lối thiên nhiên, đa số những cây cụm rừng hiện tại làm theo lối thiên nhiên, ta chơi nó dễ chơi, chỉ cần thì định hình ok rồi. Tầm hai nước kẽm cho của anh em về chúng ta tiếp tục hoàn thiện thêm. Giao lưu giá cũng hữu nghị cho quý anh em sở hữu nha. Rất là đẹp quý anh em. Cây này khá là ok nha. Với sàn thi thì ship cây thì ship luôn chậu cho quý anh em nha. Trên hình video như thế nào thì khi ship cho quý anh em là nó như thế đó nha quý anh em. Thì bao ship. Với sàn thi bao ship. Ship nghiêng chậu cho quý anh em. Một cái cụm rừng Hải Châu khá là ok. Cái này rất là tương lai của anh em. Giao lưu giá hữu nghị cho anh em sở hữu nha. Rồi cụm rừng này thì bên sàn thi giao lưu với anh em giá là 1,7 triệu nha. 1,7 triệu bên sàn thi bao ship. Rồi 1,7 triệu bao ship. Rồi một cây hồng ngọc mai, một cây hồng ngọc mai tàng thiên nhiên. Cây hồng ngọc mai tàng thiên nhiên thì cái hồng ngọc mai thì nó cho hoa rất là đẹp và cho trái cũng chín, cái màu cũng khá đẹp của anh em. Cây này thì cũng vừa xong được hoa nha. Cây này thì cũng khá là duyên, hàng bonsai bằng trà bằng công và làm việc cho bên em tham khảo, ta cùng giao lưu dành cho những bên em có không gian tương đối hẹp để chơi những cây mini. Giá còn hữu nghị cho bên em sưu tầm. Rồi cây này có hoành, cây này có hoành là 20, hoành 20. Rồi cây có chiều cao là khoảng 28, tán tán dù, tán đa, kích thước khoảng 23. Chậu này là chậu tròn, kích thước khoảng 24 và chiều cao là 10 phân. Cây hồng ngọc mai, bonsai mini, cây bàn trà, khá là duyên cây. Giao lưu giá cũng hữu nghị cho anh em tham khảo và giao lưu. Cây này có bộ đế cũng khá hay của anh em. Rồi cây hồng ngọc mai này thì bên sàn thì giao lưu của anh em giá là 500k bao ship nha. Rồi 500k bao ship.